Đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau Farudi. Bây giờ chiều mát rồi đó mọi người, cho nó ra này nó giỡn nó chơi. Mọi người thấy hình ảnh của con Lucky hôm nay không? Nó hết chạy nổi luôn rồi mọi người ơi. Hai ba ngày nữa nó tự rụng rồi. Gì đâu mà chạy cả chén mà nó xịt ga lăng liên tục quá. Cái người nó hịt cái mền gắt luôn. Y chang cái mền gắt luôn. Bông rồi cắt sao là nó y chang gì nè. Ồ. Chưa, y chang cho mình gấp luôn. Muốn làm gì đó? Muốn làm gì đó? Muốn thoát ra ngoài chạy nè hay gì? Con này mà giờ mà chỉ mở cửa ra một cái thôi, nó cắm đầu nó chạy là nó không biết trời mây mưa mà đất gì luôn đó mọi người ơi. Dữ lắm. Cái mền gắt nè. Hai ba ngày nữa là thay hết, rụng hết, từ rụng. Nhặt nè, ở lượm nè. Lượm anh nói nè. Mình nhỏ ăn uống cũng phải lịch sự, cũng phải đàng hoàng. Rồi sống thì cũng phải là biết ra trên biết dưới nha ông lượm. Mấy anh mấy chị hồi xưa nhường lượm dữ lắm, nhường thôi nấy là yêu quý lượm. Lượm muốn làm gì làm, không có ai nói á. Tại vì lượm nhỏ, bữa nay lượm bự rồi. Bữa nay lượm bự là mấy anh mấy chị là hốt lượm á, chứ không phải là hoài đâu nha. Anh nói vậy ra cho lượm biết. Anh cũng dạy mấy anh mấy chị rồi, là không có được ăn hiếp lượm. Nhưng mà lượm cũng là phải là sống đàng hoàng lên. Đừng có ỷ y đó rồi không coi mấy anh nói chuyện ra gì. Sống hiền như anh Bắp vậy nè. Chiều ta ra ta cạp cái cây chơi thôi. Ăn cái cây ngon không? Nhạc nè Nhạc ơi, ăn cây ngon không? Ăn cay ngon lắm nha. Cô ơi, dưới chân tôi làm là cái gì? Ai đây? Ai dưới chân tôi đây? Quậy dữ lắm, quậy luôn. Không thể nào mà con nào mà quậy bằng nó được hết á.
ghê hồn ghê hoàng lắm. Đây nè, con cái tướng này nè, tướng bà bầu nè, chắc chắn có bầu rồi. Nhìn cái lưng phẳng lì thế này là chắc chắn rồi, không còn nói gì nữa hết. Nè mọi người thấy nó u nu u nút thế này là sao không có bầu được. Có bầu thì trầm tính hơn. Sáng nay cũng thấy hét em lượm cái. Nhà này tôi chỉ thấy mỗi ông bắp là tôi thấy ít cái tật nhất thôi, hiền nhất thôi. Ai làm gì làm, chó cũng thân thiện, mèo cũng thân thiện, người cũng thân thiện. Tôi chưa thấy ông bắp tôi là cắn lộn hay hăm dọa ai chứ. Người ta biết người ta là hồi xưa người ta khổ, giờ người ta được ở đây nên là người ta thân thiện với mọi người. Còn mấy ông á, trời ơi, được vô đầu tiên mấy ông là không có biết cái thân cái phận gì hết, không nhớ lại quá khứ của mình hết trơn á. Về đây cái đầu cái lúc nhỏ người ta không ăn hiếp mình, cái lớn lên cái ăn hiếp con khác. Tôi thấy là không có được. Chỉ có ông bắp là tôi thấy là thân thiện là số 1 thôi. Còn cái ông này cái mồm thì thôi, bớt cái mồm lại. Lúc nào cái mồm cũng quăng quát nhặt á. Không cắn lộn lại ai mà cũng cứ làm trời làm đất. Nhỏ xíu con à, người ta mà ta chịu cắn thì nó chỉ có nước mà bầm mình. Đây nè, cái mền gách này nè cũng lì lử lắm. Chứ nghĩa là cái người mà mọi người biết cái dạng người mà lầm lì lì không? Ai nói gì nói. Tao nghe không nghe kệ mẹ tao đó, là cái dạng con này. Nghĩa là cũng như khô thôi, lầm lì lì, mình la chứ nó muốn làm à. Giống như mình la nó thì la chơi gì thôi. Mình la cho đỡ thối mồm mình thôi, chứ còn nó là nó thích thì nó vẫn làm. Còn bữa nay nha, xấu xí. Bữa nay là bắt đầu xấu xí, bắt đầu gia nhập với cái hội quậy quạ. Bắt đầu rồi, hổm hiền khô. Bữa nay xuống dưới chơi với mọi người, cái bữa nay thấy gia nhập vô hội quậy quạ. Đấy, bữa nay bà đặt cùng với cái hội đào hang khoét lỗ ha, chui ra đa, vượt ngỗng ha. Tôi thấy bắt gặp rõ ràng. Tôi tưởng bà là bà hổm gài, bà bị ăn hiếp, bà hiền lắm. Bây giờ bà hết ăn hiếp rồi, cái bà cũng gia nhập vô cái hội gọi là đào hang bới lỗ. Đây, chồng điểm danh cái mặt đào hang bới lỗ này. Xấu xí thì mới tham gia. Đây là thành viên cừ cụ. Đây, thành viên cừ cụ là gì? Dưa hấu. Thành viên cừ cụ là dưa hấu. Rồi, đây, thành viên thường trực là cô ca. Đó, thành viên thường trực là cô ca. Thành viên cự cụ là dưa hấu ha. Tỷ tỷ thì không tham gia mấy cái trò đó, có cái lỗ đi thôi. Còn đây này, đây là giám đốc này, đây là tổng giám đốc này, tổng giám đốc đào hang bươi lỗ này là bà là bà Pepsi. Đây, bà Pepsi là chùm trong cái chuyện mà đào hang bới lỗ bới móc lên. Đây tổng giám đốc. Còn đây thưa quý vị, chưa phải khủng khiếp nhất, đây mới chính là chủ tịch hội đồng quản trị đây. Đó, con nào ra tao đánh chết. Mọi người thấy chưa, bê tông thế này nè mà nó còn khoét gì nè, bê tông mà nó còn khoét. Đó, thấy chưa. Bữa nay nước ngập rồi, nó ra nó nấu ra ngoài được đó. Bắp, anh nói sao bắp? Đây, con này anh đi vô nè. Ngày mai là sáng mai là chồng phải làm hồ đổ vô cái lỗ này. Mọi người thấy trong một buổi trưa mà nó đào bê tông luôn, chỗ đó là bê tông nha mọi người chứ không phải là đất đâu. Mấy cái đường này trọng xây hết, trọng đổ hết rồi mà nó móc một cái lỗ, mọi người thấy chưa, móc ra ngoài cái trời vậy đó. Mà mọi người biết không, cầm đầu mà chủ tịch hội đồng quản trị luôn là con dưa leo. Dưa leo nó mê lắm, dưa leo nó mê đào dữ lắm, bởi vì cái mỏ nó nhọn, con mắt nó hí, nó đào ghê lắm. Bữa nay đào còn dẫn nhặt rồi ra ngoài nữa ha. Tỷ không có tham gia cho đây nghe tỷ. Anh một hồi về anh quất cho mỗi đứa một cây roi. Anh chuẩn bị cây roi nè. Đó, anh chưa tha đâu, anh sẽ quất vào mông mỗi đứa một cây roi. Nên là tỷ muốn không, tỷ tham gia không? Đó, bây giờ tỷ muốn tham gia không? Đi vô không có tham gia, anh me cái lỗ này rồi. Còn nhạc ha. Còn nhạc thì chắc không tham gia đào cái lỗ nổi đâu, nhưng mà cũng thấy có cái lỗ cũng chui. Còn đây, bài này là châm luôn, mà chưa châm bằng con dưa leo đâu.
con dưa leo là dữ dằn lắm. Nè, không có ai được chơi nha, mọi người thấy chưa? Trời ơi trời, bởi vậy đâu phải nuôi nó mà dễ dàng đâu mọi người. Tao tiêm với bọn này chứ không phải đơn giản đâu. Nó trọng lấy hai cái cục này nha, trọng dằn lại chỗ này nè. Nè, thôi nghe thêm, bê tông nè, chỉ có khu này là nó tìm được nè. Mà trong thường là trong lấy hai cái cục này nè, nó khiêng hết cái cục này ra luôn. Ghê chưa? Trọng chiều cái trọng mở cửa cho nó ra, sao trọng thấy có hai ba con ngồi đứng ngoài này. Đó, mọi người thấy chưa? Ra nè, gượt ngỏng gượt đồ, dữ dằn lắm. Tối nay là về là mỗi đứa là quất một màu vô mông. Sướng cái bầu sướng không? Chưa, cái bầu sướng chưa? Con nào trong cái nhóm bươi đào Pepsi là chắc chắn có rồi. Pepsi là chắc chắn có rồi mà coi nằm trong cái hệ thống cầm đầu luôn. Đây là hưởng ứng thôi, dành cái chân là tôi biết là chỉ lòn qua thôi chứ không có bơi. Này lười lắm, lười lắm không có bơi đâu. Nhưng nằm trong cái hệ thống cầm đầu là Pepsi nè, Coca nè, dưa leo là số 1 luôn. Dưa hấu này, còn bắp thì đứng ngoài thôi. Ông này cũng khôn lắm, mà ông làm biếng lắm. Khôn mà ông làm biếng lắm, dễ gì ông vô ông tham gia ông bơi. Có cái lỗ nè, hồi nãy ra trông thấy tự nhiên sao mà con bắp nó đứng đó nữa. Nó cũng vô cái lỗ nó đứng hết trơn, không đứng đâu. Mập quá không chui qua được đó. Chứ mà không mập thì chắc cũng là chui rồi, phải không? Không có đào nhưng mà sẽ đi, cũng sẽ đi chơi. Nhưng mà may mắn là cái lỗ nó mập nhỏ quá. Mà cái thân ông thì nó mập như thế này nè, ông đâu có đi được. Chứ tôi thấy ông hồi nãy ông thọt cái đầu cái đó rồi. Cũng mê lắm nè, người ta mình dây người ta mới đi nè. Đó, một cái cây roi này là cho vô mông mọi đứa nha, không tha thứ được chuyện này. Rồi ôi, mà đặt bươi lỗ bươi hang ha mọi người, nhìn đây nè, bươi nè. Đây rồi, may mắn là chỗ này thì mãi mãi nó bươi không nổi rồi, nghe thấy không? Đây ngoài trước là xây gạch đôi rồi, không thể nào. Bởi không phải chuyện đơn giản với bọn này đâu, hiền hiền với bọn nó là nó ăn thịt mình luôn. Đó, chuẩn bị ao video, dặn con lượm lần cuối. Mình nhỏ, mình phải sống biết trên biết dưới, biết chưa? Cũng phải biết nhường biết nhịn người ta chút xíu. Chứ phải lúc nào mà cũng nghĩ mình là mẹ thiên hạ nghe chưa? Còn đây bà ông Bắp. Đó, đó, giỡn như con nít vậy đó. Cưng đấy. Ông này, tôi nói ông rồi, bớt cái mồm lại. Tự nhiên nửa đêm mà ông đứng trên giạc, còn hoặc là ông đứng dưới đất, ông với con Lucky hai con nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng, xong cái đầu cái gồng sủa cả đêm. Mỗi con mỗi tật mọi người ơi.